Trung tâm Hiền Miêu xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì bên em Miêu đang thực hiện lên một cái video clip giới thiệu tới anh em một cái bộ combo karaoke gồm có một cục đẩy Crown Macotech 5002 VZ. Thứ hai là bên em Miêu thực hiện quảng cáo giới thiệu thêm là bên em Miêu vừa về thêm một cái mã vang số của hãng LT Audio. Đây là một trong những hãng vang số cũng như micro đẳng cấp được hàng được nhập khẩu xịn sò made in Italia xịn anh em nhé. Em nhìn chiếc vang này cực kỳ chất luôn, khi đánh to nó báo đèn rực rỡ luôn, sử dụng hệ thống điều khiển từ xa và một bộ micro và một bộ quản lý nguồn cao cấp của hãng DB S10 Pro đây, cũng như một bộ micro của LT Audio mã số MT39 hàng cao cấp nhé. Anh em có thể nhìn cái tay của nó này khắc rồng luôn, mạ vàng 18k khủng luôn. Đó, chiều vậy thôi anh em nhá. Mạ vàng thì đắt lắm nhưng mà thực sự đây là một bộ mic được thiết kế rất kỹ và chi tiết, đẹp. Và đặc biệt là cái tiếng trung mic của con này rất là hay nhá, mic chất lượng cao, phay nhôm cao cấp. Và hiện lưu lên một cái bộ này thì đủ cho anh em chơi thoải mái với tất cả các dòng loa karaoke cao cấp. Và là ngày hôm nay thì bên em đều thực hiện test với cặp loa 4733X, một trong những dòng loa vua mặt đất. Sau đây bên em thực hiện test một đoạn nhạc, sau sẽ test với karaoke này, điều khiển từ xa luôn. Anh em nhìn độc chất đẳng cấp, liên hệ em nhá. Tôi đã quen rồi.
đôi mắt yêu cô đơn như tình yêu. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đem đời nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay rằng đời mau đổi suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình.